Không chỉ ở trung tâm thành phố Huế, không khí festival đã thực sự lan tỏa về khắp các vùng quê nổi tiếng như Phước Tích, Thanh Toàn. Tại đây, các cấp hội phụ nữ đang tích cực các hoạt động chuẩn bị để đón chào du khách thập phương, hòa mình trong các lễ hội cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại làng cổ Phước Tích, các hội viên chi hội phụ nữ những ngày này đang khẩn trương với những công việc chuẩn bị cho lễ hội Hương xưa làng cổ Festival Huế 2018. Tại nhà bà Lê Thị Huê, một trong những ngôi nhà rường cổ tham gia đón khách homestay, đang sửa soạn nhà cửa, chỉnh trang phường thượng để đón khách tham quan lưu trú tại gia đình mình, với niềm vui và tự hào khi được tham gia cả hoạt động của làng tại dịp lễ hội sắp diễn ra. Vậy là mình cũng lo dọn vệ ăn trống gia đình về túi sửa lại chụp ít ở trong nhà để đón khách. Bận rộn nói chúng là cả tháng ấy là bận rộn. Ai cũng nào nức để mà lo hồi. Tham gia nhiều hoạt động chuẩn bị cho lễ hội của làng, các chị em của chi hội phụ nữ Phước Tích tích cực dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, nhà cửa, chuẩn bị các sản phẩm nghề gốm, nguyên liệu làm các loại bánh, mâm ngũ quả, mâm cúng lễ cho lễ cúng và rước thần hoàng làng. Chuẩn bị các sản phẩm tham gia trưng bày và bán tại khu trưng bày sản phẩm đặc sản cùng với các địa phương trong toàn huyện tại lễ hội. Khi mình được tham gia những cái chương trình làm bánh là mình thấy rất vui, vì làm bánh là bánh truyền thống của ông bà để lại. Như làm bánh bánh bông cây, mai lang cúc trúc để với là bánh in đủ thứ hết, bánh in hột sen sáng tạo, bánh thuận, rất vui, vui và phấn khởi mà như kiểu là nhiều việc lắm mà cũng tranh thủ làm suốt ngày đêm để dành thời gian là bữa ngày là đi tham gia việc làng. Chuẩn bị cho những hội thi mâm ngũ quả và các cái loại bánh để dân cúng làng trong cái ngày mà rước ngày thần hoàng. Còn ngoài ra thì bên hội phụ nữ là có một cái tổ ẩm thực chuẩn bị cho cái lễ hội festival, là có một cái gian hàng ẩm thực để phục vụ các cái thức ăn dân dã chuẩn bị cho lễ hội festival. Còn tại Thủy Thanh, nơi diễn ra lễ hội cộng đồng chợ quê ngày hội, chị em phụ nữ trong xã cũng đang tích cực chuẩn bị để tham gia tốt vào các hoạt động cộng đồng phong phú tại festival. Chị em trong các chi hội phụ nữ xã tham gia chuẩn bị cho không gian trưng bày, trình diễn chạm nón. Một số chị em trồng la kim theo quy trình việt gáp cũng chuẩn bị sẵn sàng lương rau củ quả cho các phiên chợ quê và gian trưng bày nông sản tại lễ hội. Các hoạt động tại lễ khai mạc, chợ quê trên sông cũng được các chị em tích cực chuẩn bị, với mong muốn giới thiệu đến bạn bè, du khách về một miền quê tươi đẹp, đậm bản sắc văn hóa của làng quê Thừa Thiên Huế. Tham gia chợ quê, bán những sản phẩm mướp đắng, mướp ngọt với bầu, nhà mình trồng, rau sạch hết. Cái công tác chuẩn bị cho kỳ lễ hội festival sắp đến thì hội phụ nữ cũng có rất là nhiều cái công việc. Nhất trước hết là cũng ra quân làm vệ sinh môi trường, vận động chị em dọn sạch đường làng ngõ xóm để tạo một cái cảnh quan môi trường trong sạch đẹp. Và hai nữa là bên hội phụ nữ tham gia các cái lễ hội, thứ nhất là lễ hội cúng ngân ba Trừng Thị Đạo từ nhà thờ Hội Trừng cho đến cầu ngoái. Trong đó có 20 chị tham gia, và đặc biệt hơn nữa là đó là cái phiên diễn ra là tại diễn cái phiên chợ quê là trong kỳ ngày khai mạc. Một số hoạt động cộng đồng khác tại Festival Huế 2018 được các cấp hội phụ nữ từ thành phố đến các vùng quê hưởng ứng tham gia, như lễ hội áo dài, hoạt động ẩm thực, trình diễn và trưng bày nón lá Huế, các dịch vụ du lịch. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng vận động hội viên, nữ cán bộ công nhân viên chức các cơ quan, nữ tiểu thương các chợ ở thành phố Huế mặc áo dài trong những ngày diễn ra lễ hội. Với những sự chuẩn bị chu đáo tích cực của các cấp hội phụ nữ, hứa hẹn sẽ đóng góp vào những hoạt động cộng đồng phong phú, hấp dẫn tại Festival Huế 2018.